Cầu ven đồ bắn thẳng vào vị trí của Leila, mất đi một người nhưng Bam đổi lại ba mạng hạ gục cho riêng mình. Hai VSI, họ biết được Akashi đang ở khu vực backside. Nhưng người đội trưởng bên phía Lazy xử lý tình huống này như thế nào đây? Trên tay anh chỉ là một khẩu handgun mà thôi. Góc bắn đang bị thu hẹp lại khá nhiều và phải nằm xuống. Triple kill cho Leila, quad kill cho Leila được đánh cầu đây, chính xác là Pina. Rất tiếc đó là tình huống chỉ knock out thôi. Mèo vẫn có thể remix để bắt được vị trí của Pina. NTK đã tới, Azura cũng đã tới. Lần này thì khó trong tay của Mèo đã không làm cho chúng ta phải thất vọng. Súng lớn hơn ở khu vực shot đã bị đánh rơi. Một quyết định về thẳng khu vực ông Saibi sẽ là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên BMV làm được mấy đây, làm hai rồi, BMV lại làm ba. Một trận đấu mà có tuyển thủ. Liệu rằng đây có phải là chìa khóa dẫn thành công của bên phía team 3 hay không đây? Cover là tốt từ BMV. Không những một mà đó là hai, và tổng cộng đó là triple kill BMV ở trong cái đào đấu này, và thời gian nó là đủ. Nhân tổng có một công ty luôn. Bina cũng đã nhắm mắt xuôi tay, Leila rất cố gắng chỉ kịp làm một trước khi đập lại màn đỏ đây. Double kill, chỉ với cầu classic bắt được từ trên Leila 1v1, nhưng lượng máu khiêm tốn quá, từ đó thì vẫn phải nằm xuống trong tay của Azura. Triple Akashi đâu nhưng vào sai, đó là cái đại địa chấn, chưa kịp làm gì thì Mèo đã phải nằm xuống mất rồi. Không một ai sử dụng thành công tình huống như vừa rồi. Lợi thế vẫn đang xuất hiện cùng với các thành viên bên phía Big Bam. Leila đã check kỹ được vị trí của Azura, mặt trượt rất nhiều những viên operator của mình, và đó là cái giá phải trả đức thì làm hai đầu. Triple kill cho Leila để đảm bảo vì về những đọp thì làm gì có cái gì để chạy đâu. Đọp đã đi, Nhất Thống và Leila đều lên tiếng. Hai đổi hai từ đôi bên, Nhất Thống bắt thêm được một người đó là Akashi rồi. Bay lên nhưng đã đáp xuống ngay từ Mèo, nhưng đáp xuống chỉ với dạng đó là xác chết thôi. Azura có một, nhưng anh ta cũng chỉ còn lại 16 máu trong một tình huống 1v2. Cơ hội có check lại bên cánh của Azura, cũng đây câu trả lời là có, và Azura đã đi. Đang cố gắng lao vào, Đức Nhi đang đợi quả smoke. Đối với Mèo thì anh ta đã ra đi rồi. Ngày sau đó thì Đức Đi cũng nằm lại luôn trong một tình huống spam cực kỳ nhạy cảm của Pina. Bằng qua smoke, anh thì cũng chỉ kịp làm một. Akashi bắt được thêm đọp, nhưng đó là kết thúc round đầu với chiến thắng mọi tiền bạc cho vị trí của Azura. Lượng máu đủ để vào sai. Smoke quá đuôi là quá đẹp dành cho cái tên NTK. Triple kill cho NTK rồi. Giữ chân nó khiến cho Leila không thể crossing qua được, và một cái lồng công nghệ nó khiến cho anh NTK có thêm một khoảng thời gian để có thể xử lý. Nhưng đây là 1v1, set full bài nhưng bên kia đơn giản là chạm quả lửa thôi. Mèo là người dẫn vào được nhưng Mèo không vượt qua được đọp. Tình huống bắn Garden là cực kỳ khó chịu. Và đừng quên là Pina vẫn đang còn quyền ở nhà. Pina không hề lộ, và Pina có thể sẽ là người khiến cho bên phía team Lazy phải nhận một cái kết đắng như không. Mà con dã quỷ vừa rồi thì đã tố cáo vị trí của Pina. Đọp thì vẫn đang tiếp tục lập công với khẩu Garden. Một khẩu súng nó đang khiến cho bên phía của Daisy gặp nhiều sự lúng túng. Azula vừa đổi được một mạng nhưng Leila thì lại bớ ngay được Akashi và vẫn đang là dễ dành cho Bam trong tình huống retake này. Đức Tý bắt thêm Pina nhưng bây giờ thì có đến 3 người trước mặt, làm thế nào đây? Cố gắng đi ra người ta spot. Còn lại Đức Tý với một máu. Gần như là quá khó khi trước mặt đang là vị trí của Leila. Azula tới rồi nhưng đó là một thuống tinh cùng với một khẩu phát từ lượng sát thương là không đủ, đục là hay nè. Vẫn còn cơ hội dành cho các thành viên bên phía của team Lazy nha. Azura đang múa. Quá cảm xúc. Điểm máu của anh chàng này cũng đang yếu rồi, nhưng PMV cùng với Nhất Thống đã liên tục lập công. Thống có 2, một hình ảnh aggressive chúng ta cần được thấy, và đó là một điểm chung cuối và thẳng vào khu vực Holmes. Thống có 3. Điểm kill thứ tư liệu có đến hay không? Đây lại là Azura phải xử lý tình huống này. Nhưng Đồng sẽ không dám cỡ đâu. Nhất Thống đua cùng với Đồng, vẫn đó là quạt kill dành cho vị trí của Nhất Thống. Khi mà Thống vẫn còn ở đó và chưa cần được Thống nổ súng thì Đọp đã bách ghế như một vị thần. Mèo đi. Bây giờ tổ quay vây bắt. Mạng là sánh đời trong round thi đấu này rồi. Thống rút Sonti ra, Thống đang cực kỳ tự tin. Nhưng Thống ơi, chấp lại một chút nào khi BMV người hỗ trợ anh trong dài đã đi. Nhưng còn Leila mà Leila không được rồi. Azura là người bán tốt hơn. Nhưng Thống ơi, Thống vẫn đang luôn lách. Thống đang không hề lộ info của mình. Và bây giờ thì làm sao đạt được spy khi mà Thống vẫn còn ở đó. Một mạng hai, và đó là trò mình đã ngăn cản đối phương đang gỡ spy. Thêm một nano swap. Bây giờ Đức Ti đang cố gắng trả smoke ra. Pina đã tiến lên thì cây đi một sải, và ngay sau đó thì Đức Ti cũng nằm lại trong chính tay của Pina. Double kill cho Ti đang la vào, có thông tin của Nhất Thống rồi, và lập tức Đức Ti hạ gục ngay chàng này. Triple kill cho Đức Ti. Spy đã rơi, có vẻ như là Ba vẫn chưa tiếp tục ngay trận đấu ở trong thể hiện tại đâu. Leila 1v5 đưa được về là 1v4, đưa được về là 1v3, và đưa được về là